Mến chào quý vị đến với kênh Hai Lúa Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Hoa đang có mặt tại phường Bình Trưng Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là chùa Minh Đức. Hai hôm nay thì ba của Hoa và nhóm cũng đã cưa được rất là nhiều cây sao. Thì sư bà nhờ ba của Hoa đến đây để cưa đôn đọt những cây này để tránh cản gió, và chùa rất là nhiều nhánh ở phía dưới để cho có bóng mát. Thì hôm nay ba của Hoa lại tiếp tục cưa mé nhánh cây sao ở phía trong này nữa. Hôm qua thì em Cường đã có cưa bỏ một cái cây kế bên, thì hai cây nó nằm sát với nhau. À, bây giờ bà của Hoa sẽ lên cưa tiếp tục cây còn lại, nhưng mà chỉ cưa mé nhánh thôi. Đây, nhánh còn rất là dài luôn, sợ nó sẽ gãy vào, gãy xuống những mái nhà phía dưới này, làm nguy hiểm cho người qua lại đi khi đi ngay đây nữa. Xin mời quý vị cùng theo dõi xem nhóm ba của Hoa sẽ cưa mấy nhánh cây sao này như thế nào nha. Hôm qua cái sợi dây treo thì còn ở phía trên. Bây giờ ba của Hoa sẽ leo lên bằng cái thòng lọng để vào cái phần đùi. 1, 2. Rồi rồi, đi sát vô trong đây mới kéo lên nổi. Một, hai, ba. Ui trời. Hai ba. Lên. Lên cái nữa. Rồi, từ từ nha. Tới ngọn luôn. Thôi, lên. Lên luôn. Sáng mới ăn cơm xong thì cũng hơi tức bụng, ba cũng không có leo lên bằng móng leo. Đu cái sợi dây đi lên. Ai để phụ mấy này đi bỏ. Không phải phụ lên đồ lên. Còn ba của Hoa ra cái phần đọt phía ngoài rất nhánh rất là nhỏ luôn. Mà ra như thế này thì có thể cột cần cái nhánh được, chứ thôi nó sẽ quẹt xuống dưới mấy ton. Đi đi. Cột máy cắt nhánh khô. Rồi. Hôm nay đi theo ba của Hoa thì có chú Dân, chú Tâm và em Cường để phụ những phần nhánh bên dưới, và cũng có thể trèo cưa phụ với ba của Hoa ở trên nữa.
Thì là bà cô hồi cưa cái phần chấp đọt ở ngoài thôi. Do nhánh dài quá sợ nó quẹt xuống mấy tôm. Ra ngoài cho cháu khó dọn. Thế chắc là ba cũng hoa sẽ chừa cái phần nhánh mới vừa cắt á. Hồi nãy hình như ba cũng hoa có cưa tề để cái mặt của nhánh cây rồi á. Đưa cái chó. Kẹt dây rồi. Xả dây dùng dùng. Xả dây chứ. Buồn à, nói gì. Có đồ. Đây là có đồ mà. Ý là có đồ mà. Xá dây bự một chút. Mày kéo tao lên tao phụ dây phụ quay. Nghe con. Xá xá đừng có vịnh lên chú. Kéo lên miếng đường ơi. Kéo lấy cái đuôi dây. Ừ. Các bạn cũng hình như cột nhánh ở phía trên nha. Chờ mấy cái phần nhánh ở phía dưới này. Nhiều tốt mấy chứ. À, ba cũng hả cưa chừa cho nó dài ra để có thể che bóng mát. Thường thì cây sao và cây dầu thì mình không cần chừa nhánh thở thì nó cũng sẽ mọc những phần nhánh ở trên lưng mọc ra. Anh nắng kiểu gì kỳ anh Dâm? Nè. Anh nắng là cái nạn nó cỏ vô đó rồi kìa. Báo nữa. Cảm ơn. Coi mặt ở đây luôn tay. Ta thường đâu có tập gì luôn. Xả miếng xả xuống một xíu. Ê coi chừng dứa vô trong thanh đạ. Chắc nó cao cái bà sao nó. Thầy buông nó ra ngoài đi. Thôi thôi. Đó. Xài nguyện nhánh. Uống đi. Rồi.
Ba của Hòa làm rớt cái nón. Ba của Hòa mới lấy thêm một sợi dây nhỏ nữa cột để điều khiển. Có nhánh khô á chú, đi ra chỗ khác đi để nó gãy. Ba của Hòa sợ dài quá sẽ vướng bên kia kìa. Cái nhánh đó phải chừa lại để che mát. Và của họ thừa cái nhánh ở phía trên mà treo cho nó bay qua khỏi nhánh phía dưới luôn. Chưa, từ từ chút. Từ từ thả xả giùm bác ơi. Rồi, từ từ xuống đây. Chưa, để kéo cái bờ, đợi bờ cái đọt phụ nữa. Nãy giờ em cường lên mái nhà để kéo cho nó qua khỏi cái nhánh phía dưới. Ồ, mấy con sóc nó cạp hư da của cây trơn. Rồi, xuống luôn. Xuống lại luôn chú ơi. Dạ, dạ chưa cái ngọn, cái nhánh thôi à. Cái nhánh nó mà nhỉ, trời ơi, đây. Con sóc nó ăn quá trời luôn. Sóc nhớ gan cạp da cây. Sóc nhớ gan cạp da cây. Dạ, dạ. Trước không? Ủa, nước không có hả? Dạ, có nước rồi. Mà lại dẹp bên kia sợ nhánh nữa. Một thùng nước nữa. Dạ. Dân ơi. Đi lên thiệt rồi đó chú Dân. Lên thiệt hôm nay ông Dân ơi. Phần của họ cột nguyên cái phần ngọn ở phía trên luôn. Ủa, cái này vậy? Cái này sao? Muốn khai sợ có chỗ mà. Thì phải lấy cái không? Dạ. Lên mấy người. Lên nóc nhà. Lên nóc nhà. Ăn gì chút.
Mà có hoa cột cái phần ngọn nhưng mà treo cái phần ở phía dưới nè. Chú chèo lại đi, nó lung sẵn rồi. Chú đi. Nãy có phát tài rồi. Từ từ nha. Xuống lên xuống mà xuống từ từ. Rồi thầy ơi. Vô không? Có gì lái không? Lái không? Lái không? Rồi. Trời. Xả dây dữ nha. Xả có bằng lái nè. Đó. Chơi dây thì có bằng lái nè, chịu nè. Thắng kịp thời. Dây. Buông lại nha. Anh nói gì vậy? Đó. Đó luôn. Bụng ngồi luôn đi. Ồ, mấy cái phần nhánh này mà không cắt thì cũng rất là nguy hiểm nè. Sóng nó cạp. Vô luôn vô cho hạ gấp lên đi, hạ gấp lên đi. Cả phần da mà áo da chưa tới. Xuống từ từ thôi. Xuống đi. Xuống mặt mình ơi. Xuống xuống từ từ. Xuống. Rồi xuống đi. Hôm nay có chú Lân bên đội công ty cây xanh phụ với bà của Hoàng nữa. Cây này bà của Hoàng chưa còn rất là nhiều nhánh luôn. Yeah.
Mấy phần củi thì em Cường và chú Dân cưa ra khoảng 4-5 tấc. Và những nhánh này, những phần nhánh chạ thì sẽ chặt bỏ. Những phần nhánh chạ thì sẽ chặt bỏ, còn củi sẽ giữ lại cho chùa để sử dụng nấu cơm chay từ thiện để phát ở bệnh viện quận 2. Ba của họ cũng đã cưa mấy nhánh của cây sao xong rồi. Ba cũng xin tạm dừng tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.